Anh xin trịnh trọng giới thiệu cho mày. Anh là đại ca lớp 3, Long Lì Lợm. Nhìn anh cũng giống đại ca phết đấy. Thế nhưng mà sao anh lại chặn đường em? Sao con này hỏi rốt thế nhở? Đại ca thì phải đi chân đồ chứ có làm gì nữa. Cầm cái gì trên tay kia? Con này. Không được, đồ này là để em mang cho bà ngoại. Đừng có nói nhiều, đưa đây. Không được. Trong đây là cái gì? Trong này nguy hiểm lắm đấy. Mày nhìn thấy chữ gì đây không? Đại ca không sợ một ai cả. Em đã bảo rồi mà anh không nghe. Mày dám lừa tao à? Bim bim. Của em mà. Mày định làm gì đấy? Anh trả bim bim cho em đây. Tao không trả đấy, mày làm gì được tao? Thôi, cảm ơn nhá. Mày là thằng nào? Sao mày cản được tao? Mày biết tao là ai không? Sợ chưa? Nhìn lại đi. Mày vừa làm cái gì đấy? Đưa đây. Nhanh. Em chỉ trêu thôi mà. Cái gì? Trêu à? Tao nói cho mày biết nhá, sống trên đời ấy phải đàng hoàng. Núi cao ấy còn có núi cao hơn. Vỏ quýt giấy thì có móng tay nhọn. Mày hiểu chưa? Bây giờ chim cút. Của em này. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Ừ, không có gì đâu. Mấy cái thằng lưu manh này mà gặp anh phát hiện hết. Ôi, anh giỏi thật đấy. Chuyện nhỏ ấy mà. Mà trời cũng sắp tối rồi, em còn phải đi đưa đồ cho bà ngoại nữa. Ừ, thôi em đi đi kẻo muộn nhá. Dạ, em chào anh ạ. Ừ, đi cẩn thận nhá.